Thì cũng đề cập đến cái đàn EVK400 Yamaha. Cái đàn này có thể vừa chơi piano và organ. Đã lót sẵn 100 điệu ở trong bộ nhớ của cái đàn. Banh tiếng làm sẵn cho cái khách. Âm thanh stereo nhé, cổng ao. Là stereo luôn. Con đàn này chạy nguồn 16V như là các dòng đàn chuyên nghiệp để đi show. Âm thanh thì để chơi piano organ rất là ok. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0355 844 72. Nhạc cụ Lê Hải Phòng, ship code toàn quốc, hỗ trợ trả góp và mua bán trao đổi. Anh em muốn nâng đời hoặc là trao đổi với cái đàn này để chúng ta có thể vừa chơi piano và organ thì liên hệ với nhạc cụ Lê qua số điện thoại 0355 894 472, ship code toàn quốc. Giá rẻ một nửa tiền luôn so với mới. Về độ bền của cây đàn này thì nó sẽ rất là bền. Anh em để tập luyện thì rất là ok.